À, xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị mình thêm một căn nhà nữa nha, một căn nhà ở quận 12 của chú anh chị. Nhà ở hai sạc đường Nguyễn Thị Kiểu, hẻm chỗ hẻm uh, Mát mình đi vô tầm khoảng uh, 50 m thôi, chỗ tăng tới hẹp quận 12. Thì à, đường trước nhà, đường uh, ô tô tận nhà ngay cô chú anh chị. Vị trí thì nó giáp chứ uh, gần metro Lê Dân Khương đi rồi giáp rất là thuận tiện luôn. À, khu vực này là khu vực đông dân cư, mà không thiếu gì hết trơn. À, diện tích nhà thì ngang 4 dài 12 mét của chú chị. Nhà kết cấu một trệt một lầu. Hai phòng ngủ, hai WC ha, một phòng khách bếp. Đẹp như mới. Nhà thì hướng đông bắc. À, nhà một mặt nên để xe rất là thoải mái luôn nha cô chú chị. Thì vị trí thì giá hiện tại thì căn này à, cực kỳ rẻ cho cô chú chị mình mua để mình à, ở ha giá chỉ có à, 3 tỷ 680 triệu à, còn thương lượng xíu đỉnh à, cho cô chú chị mình à, mua nhanh để cô chú chị mình quan tâm thì liên hệ em số điện thoại có để sẵn trên màn hình của chú chị à, em dẫn mình xem nhà nha à, cô chú chị mình theo dõi à, thông tin thì cũng đừng cho em một lượt like lượt share và lượt đăng ký kênh ủng hộ kênh của chúng chị bên em có nhận ký gửi mua bán nhà đất tất cả các uh, uh, quận ở uh, thành phố hồ chí minh uh, đặc biệt là hóc môn quận 12 hai gò bình tân cô chú chị có sản phẩm thì uh, quay video gửi em em đăng kênh để bán phụ của chú chị nha Còn em xin cảm ơn tất cả quý cô chú chị đã theo dõi uh, Thông tin. Xin chào, và hẹn gặp lại quý cô chú chị một uh, sản phẩm tiếp theo. Uh, xin uh, cảm ơn và chào quý cô chú chị.